Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 8 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Nâng cao trách nhiệm quản lý cán bộ cơ sở, góp phần hạn chế vi phạm trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông thủy lợi. Huyện Văn Giang triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm. Một số cơ quan áp dụng chữ ký số trong gửi nhận văn bản điện tử còn chuyển biến chậm. Câu lạc bộ Phố Hiến giành chiến thắng 2-0 trước câu lạc bộ Phù Đồng. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định thành lập cụm công nghiệp Minh Hải 1 tại xã Minh Hải, huyện Văn Lâm với quy mô khoảng 68 ha, tổng vốn đầu tư dự án là hơn 600 tỷ đồng, trong đó vốn tự có nhà đầu tư gần 154 tỷ đồng. Phần còn lại là vốn vay từ các tổ chức tín dụng. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư là từ năm 2019 đến năm 2022. Ngành nghề hoạt động chủ yếu là phát triển công nghiệp gia dụng, cơ khí, chế tạo, lắp ráp điện tử, điện lạnh, thực phẩm, dược phẩm, đồ uống, đồ gỗ, kho bãi. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Kim Long. Mục tiêu của dự án là đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật cảnh quan, đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và môi trường theo quy định, phục vụ di rời đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, phát triển sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách cho địa phương. Sau 2 năm triển khai thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đến nay, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ đã giải tỏa xong 100% các trường hợp vi phạm. Xã Tống Phan có 60 công trình vi phạm trên đất nông nghiệp với tổng diện tích trên 1.300 m². Trong đó, có 4 công trình vi phạm sau chỉ thị 02 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong năm 2017, xã đã xử lý được 44 trường hợp, năm 2018 xử lý được 15 trường hợp. Tất cả các hộ vi phạm đều phải ký cam kết tự giác tháo dỡ, không tái vi phạm. Còn duy nhất vi phạm của gia đình anh Hoàng Văn Hải ở thôn Vũ Xá do là công trình kiên cố với diện tích trên 60 m², nên vừa qua nhiều lần vận động tuyên truyền giải thích, đến ngày 29 tháng 7 vừa qua, gia đình anh Hải đã đồng ý tự tháo dỡ với sự hỗ trợ của xã. Hiện xã Tống Phan đang tích cực tuyên truyền và tăng cường công tác quản lý đất đai, không để xảy ra các vi phạm xây nhà trên đất nông nghiệp, nhất là ở những vùng mới chuyển đổi. Thưa quý vị và các bạn, kết quả sau hơn 2 năm thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh về giải tỏa công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ giao thông thủy lợi, hoạt động bến bãi trái phép, nhiều thôn xã đã làm tốt công tác quản lý, không để xảy ra tình trạng xây dựng công trình trái phép và giải tỏa triệt để các trường hợp vi phạm. Ngay từ những năm 2000, nhiều hộ dân xã Đồng Thanh, huyện Kim Động đã chuyển đổi đất nông nghiệp từ cây lúa sang trồng cây ăn quả như cam, bưởi để cho giá trị kinh tế cao hơn. Đây cũng là khoảng thời gian diện tích đất nông nghiệp trồng lúa ở nhiều địa phương khác trong tỉnh được chuyển nhiều sang trồng cây ăn quả làm trang trại và xảy ra tình trạng công trình xây dựng trái phép như làm lều lán, nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp. Tuy nhiên, nhờ cách làm sâu sát với cơ sở, gắn trách nhiệm đến từng cán bộ thôn chi bộ, đảng ủy viên phụ trách thôn mà 300 trên tổng số 357 hectare đất nông nghiệp xã Đồng Thanh đã được chuyển đổi nhưng không để xảy ra công trình xây dựng trái phép. Giao trách nhiệm cho lãnh đạo cơ sở thôn, đặc biệt là đồng chí trưởng thôn cũng như là bí thư chi bộ và các đồng chí đảng ủy viên phụ trách từng cái cơ sở thôn một. Nếu như cơ sở thôn nào mà để xảy ra vi phạm thì trước tiên đồng chí đảng ủy viên phụ trách cơ sở cũng như là trưởng thôn và bí thư chi bộ phải chịu trách nhiệm trước đảng ủy, ủy ban nhân dân xã về vấn đề phát sinh. Bài học từ xã Đồng Thanh và nhiều xã khác trong tỉnh không để xảy ra tình trạng xây dựng công trình trái phép là nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ thôn, của từng đảng viên trong chi bộ. Bởi đây là những người trực tiếp nắm địa bàn ở thôn xóm và các khu dân cư. Vì vậy, khi để xảy ra xây dựng công trình trái phép, cán bộ, đảng viên ở thôn và chi bộ không thể không biết nếu mỗi người làm tròn vai trò trách nhiệm được phân công. Để mà làm tốt cái thực hiện cái giải tỏa cái theo kế hoạch 93 thì đối với các địa phương phải nâng cao cái tinh thần trách nhiệm của cán bộ xã, cán bộ thôn. Các cái trường hợp mà cán bộ xã thôn không tích cực, không kiên quyết, còn chần chừ và có hiện tượng là không tích cực trong cái việc giải tỏa này thì
kết quả đặt dẫn đến là cái kết quả giải tỏa đạt thấp thì phải xem xét cái trách nhiệm của các cái tập thể cá nhân liên quan. Lâu nay, việc thực hiện giải tỏa công trình xây dựng trái phép theo kế hoạch số 93A ở cấp xã chưa phát huy được vai trò sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở cơ sở cùng vào cuộc. Vì vậy, sau khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị số 08 vào tháng 5 năm 2019 về việc tập trung thực hiện kế hoạch số 93A, nhiều địa phương đã đưa ra các giải pháp để thực hiện, trong đó có việc ra nghị quyết chuyên đề. Nghị quyết giao cụ thể trách nhiệm tới từng tổ chức đoàn thể tại cơ sở trong việc tuyên truyền vận động hội viên của mình không vi phạm hoặc có công trình vi phạm sẽ tự nguyện tháo dỡ. Chúng tôi ra nghị quyết chuyên đề để chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể này là một là giao cho đoàn thanh niên, hội nông dân, cựu chiến binh, hội phụ nữ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, hội người cao tuổi phụ trách các địa bàn của từng thôn xóm. Hai là chúng tôi phân công cán bộ công chức, mỗi đồng chí cán bộ công chức của Ủy ban Nhân dân phụ trách một xóm trên địa bàn của xã. Xã chúng tôi là có 11 xóm, cho nên chúng tôi phân công mỗi đồng chí cán bộ công chức một xóm để yêu cầu thường xuyên hàng ngày xuống địa bàn, nắm bắt tình hình, không để phát sinh mới và tiếp tục tuyên truyền để tháo dỡ. Trên cơ sở kế hoạch nghị quyết của các cấp đã được ban hành, chúng ta chờ đợi việc giải tỏa công trình xây dựng trái phép theo kế hoạch số 93A trong thời gian tới ở các địa phương trong tỉnh sẽ có chuyển biến tích cực hơn nữa. Cùng với đó, việc nâng cao trách nhiệm quản lý của đội ngũ cán bộ cơ sở sẽ là giải pháp hữu hiệu nhất để không xảy ra tình trạng xây dựng công trình trái phép. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Giang là địa phương có 13 sản phẩm, thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm OCOP. Đến nay, huyện đã xây dựng các kế hoạch để nâng hạng các sản phẩm. Là địa phương có nhiều sản phẩm nông sản nổi tiếng trong và ngoài tỉnh như hoa kê cảnh, cam bưởi, ổi, bánh cuốn, bánh răng bừa, gốm sứ v.v. Vì vậy, huyện xác định các nhóm sản phẩm, dịch vụ OCOP của huyện tập trung phát triển các sản phẩm truyền thống, thế mạnh, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, sát thủ đô Hà Nội, kết hợp với du lịch. Vì vậy, huyện sẽ tạo điều kiện vận dụng các cơ chế chính sách, nguồn lực hiện có, ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp cá nhân có sản phẩm tham gia OCOP. Hỗ trợ các xã thị trấn phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của từng địa phương, hướng dẫn hỗ trợ định hướng cho chủ thể sản xuất phát triển sản xuất theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo thương hiệu sản phẩm OCOP đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Đến nay, huyện đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án, hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm, thành lập tổ giúp việc và xây dựng kế hoạch làm việc với các xã thị trấn. Các địa phương trong huyện cũng đã xác định được nhiệm vụ để nâng cao chất lượng sản phẩm của địa phương mình. Chúng tôi sẽ có những cái hoạch định, quy hoạch từng vùng, đặc biệt là đối với hoa cây cảnh, chúng tôi sẽ quy hoạch những cái vùng mà làm sao để coi như bà con thuận lợi nhất cho việc sản xuất cũng như là phát triển kinh doanh và làm sao để đưa cái thương hiệu hoa cây cảnh của Văn Giang để làm sao đây là một trong những cái sản phẩm đặc trưng của Văn Giang. Đối với bánh răng bừa thì chúng tôi cũng phải có những cái định hướng và để cho nhân dân là thực hiện làm sao khi sản xuất ra được những cái sản phẩm nó đảm bảo an toàn về chất lượng, đặc biệt an toàn thực phẩm. Mục tiêu tổng quát của chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP là phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập đời sống nhân dân. Xây dựng các mô hình chuỗi thực phẩm an toàn, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành và các địa phương quan tâm chỉ đạo. Đến nay, các chuỗi đã phát huy được hiệu quả kinh tế xã hội. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã lựa chọn và triển khai 47 mô hình, gồm 9 mô hình rau, 22 mô hình quả, 12 mô hình chăn nuôi, 4 mô hình thủy sản thuộc đề án, xây dựng và khuyến khích phát triển mô hình chuỗi sản xuất tiêu thụ nông sản, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020. Hiện các chuỗi đã hoàn thiện với đầy đủ nhóm tác nhân liên kết hợp tác trên cơ sở hợp đồng quy định rõ ràng quyền lợi trách nhiệm của các bên tham gia. Các thành viên trong chuỗi đều liên kết và sản xuất theo quy trình Việt Gáp HP. Sản phẩm sản xuất ra được các doanh nghiệp lớn bao tiêu và đã hình thành các vùng sản xuất như chuỗi rau của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Yên Phú, Công ty Cổ phần Rau Củ quả Nhật Việt, chuỗi quả Hợp tác xã Nhãn Miền Thiết,
hợp tác xã sản xuất nhãn lồng Nễ Châu, công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Tâm Thành, chuỗi thịt công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Phương Thủy, hợp tác xã dịch vụ an toàn Siêu Việt Văn Lâm. Sản xuất theo chuỗi này thì nó có một cái lợi thế là thứ nhất là nó phổ biến được rộng cho tất cả bà con nông dân cùng làm. Công ty chỉ sản xuất những cái gì mang tính hình mẫu để xây dựng một cái quy chuẩn để sau đó áp dụng cho bà con nông dân. Nên cái đầu ra của chúng tôi bây giờ thì đang rất là rộng mở. Đầu ra thì người ta bao giờ người ta cần một cái sản lượng ổn định và thường xuyên. Nếu mà sản xuất theo chuỗi này thì có thể đáp ứng được và dần dần nó hình thành nên những cái vùng chuyên canh. Các sản phẩm an toàn của chuỗi như rau quả, thịt cá được liên kết tiêu thụ với hệ thống phân phối nông sản thực phẩm an toàn tại Hà Nội. Một số sản phẩm như chuối, nghệ được xuất khẩu sang các nước với sản lượng hàng nghìn tấn một năm. Chính vì vậy, giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn ngày càng tăng, thị trường ổn định, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chuỗi ngày càng hiệu quả hơn. Trong những năm qua, tỉnh ta đã tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn Hưng Yên và các tỉnh thành phố lân cận, xây dựng thương hiệu nhãn hiệu, giới thiệu quảng bá đến người tiêu dùng và có nhiều chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Tỉnh rất chú trọng liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân để tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong tổ chức sản xuất, chế biến tiêu thụ nông sản. Tỉnh cũng đã có cái cơ chế hỗ trợ cho các cái cơ sở sản xuất, cho các cái doanh nghiệp tham gia các cái chuỗi phát triển cái thực phẩm sạch. Hiện nay thì tỉnh cũng đã hỗ trợ về áp dụng các cái quy trình nông nghiệp tốt trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ 100% kinh phí để thực hiện cái việc này. Thế và ngoài ra thì hỗ trợ một phần cái cơ sở hạ tầng để sản xuất, để sơ chế chế biến ra các cái sản phẩm an toàn để cung ứng cho thị trường. Hoạt động hợp tác liên kết sản xuất theo chuỗi đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường, cung cấp sản phẩm nông sản đủ về số lượng, đồng đều về chất lượng, từ đó tăng sức cạnh tranh trên thị trường, bảo đảm thời gian cho doanh nghiệp thực hiện hợp đồng sản xuất kinh doanh với đối tác để tiêu thụ sản phẩm và đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm nông sản bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Thời gian qua, nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện gửi nhận văn bản điện tử có ký số, góp phần tích cực vào cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, qua theo dõi trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, việc thực hiện chuyển từ văn bản giấy sang sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số vẫn còn chuyển biến chậm. Vấn đề này rất cần sự nỗ lực từ chính người sử dụng và các cơ quan, đơn vị địa phương. Bình quân một năm, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành trên 2.500 văn bản các loại. Việc soạn thảo, in ấn, đóng dấu và chuyển cho các cơ quan đơn vị mất nhiều thời gian của lãnh đạo, cán bộ văn phòng, văn thư và tiêu tốn khá nhiều văn phòng phẩm. Nhưng từ tháng 3 năm 2018, thực hiện sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số, việc gửi văn bản tới các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo rất thuận lợi, giảm đáng kể chi phí, thời gian, nhân lực. Việc thực hiện chữ ký điện tử này nó có rất nhiều cái tiện ích, đảm bảo cái tính xác thực của văn bản. Bản thân chúng tôi khi đi công tác chỉ cần có một cái máy tính xách tay là có thể là xử lý tất cả các văn bản cho các phòng chức năng mà mình được giao phụ trách. Đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ cấp trên 700 chứng thư chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan đơn vị và lãnh đạo văn thư, kế toán, các sở ban ngành tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. Mục đích phục vụ ký số văn bản điện tử gửi qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành, thực hiện các giao dịch điện tử với các đơn vị tài chính. Nhiều đơn vị áp dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử, giao dịch tài chính đạt tỷ lệ cao như Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Sở Công thương, Ủy ban Nhân dân các huyện Văn Lâm, Khoái Châu, Văn Giang, Mỹ Hào, Yên Mỹ, thành phố Hưng Yên. Tuy nhiên, hiện nay, một số lãnh đạo cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh vẫn chưa hiểu rõ về tác dụng và hiệu quả của việc sử dụng chứng thư chữ ký số trên văn bản điện tử thay thế chữ ký tay và con dấu thông thường. Mặt khác, thủ tục hành chính ở một số cơ quan vẫn chưa được chuẩn hóa, nên việc chuyển từ văn bản giấy sang sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số chuyển biến chậm. Một số đơn vị sử dụng chứng thư, chữ ký chưa đúng với thể thức quy định, chưa thường xuyên ứng dụng chữ ký số trong việc gửi nhận văn bản trên môi trường mạng. Qua đó làm hạn chế trong công tác điều hành, công việc và giải quyết một số thủ tục hành chính chung của toàn tỉnh. Việc sử dụng chữ ký số so với cái chữ ký tay truyền thống ấy, thì đương nhiên là nó thay đổi hoàn toàn thói quen làm việc. Chỉ có lãnh đạo thì mới có thẩm quyền ký văn bản. Cho nên là muốn
cái việc mà sử dụng chữ ký số có hiệu quả thì đương nhiên là các lãnh đạo các cơ quan là phải vào cuộc, phải thực hiện, phải ký số. Triển khai và sử dụng chứng thư số, chữ ký số hiện là việc làm cần thiết nhằm đơn giản hóa thủ tục, góp phần hiện đại hóa nền hành chính công. Ngoài ra còn hỗ trợ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo và nâng cao hiệu quả trong quá trình cải cách thủ tục hành chính. Vì vậy, để làm tốt việc này, rất cần sự nỗ lực từ chính người sử dụng và các cơ quan đơn vị địa phương. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Trước phản ánh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên về quốc lộ 5 đoạn qua thị xã Mỹ Hào xuống cấp, khiến nhiều phương tiện khi đi qua đoạn đường này bị tai nạn. Để khắc phục tình trạng trên, đơn vị thi công thuộc Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam đã bóc bỏ lớp bê tông nhựa và thảm lại. Theo thiết kế, các vị trí hư hỏng nặng sẽ được cào bỏ lớp bê tông nhựa để thảm lại nhựa. Ngoài việc sửa chữa hư hỏng mặt đường, cũng sẽ chỉnh trang hệ thống sơn vạch kẻ đường để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông trên đường. Theo đó, những nơi bị hư hỏng nặng, đoạn qua phường Dị Sử sẽ được sửa chữa trước. Tiếp đó là các khu vực ngã tư phố nối, phường Bần Yên Nhân. Nhằm khơi dậy tình yêu biển đảo trong trái tim của tuổi trẻ, vừa qua, huyện đoàn Văn Giang tổ chức quyên góp được gần 400 cây hoa, cây cảnh các loại để gửi ra quần đảo Trường Sa. Trong đó có 300 cây hoa giấy, một số loại cây hoa đại và cây hoa vạn phúc. Đây đều là những loại dễ trồng, dễ sống, có thể trồng được ở vùng có điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ngoài ra, huyện đoàn phát động đoàn viên viết thư thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới hải đảo. Qua đó, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho đoàn viên thanh niên về vị trí vai trò của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng trong dịp này, huyện đoàn Văn Giang tổ chức trồng đường hoa thanh niên dài 1.200m từ trung tâm bóng đá trẻ PVF đến trường trung học phổ thông Dương Quảng Hàm. Sáng nay, Ban chỉ đạo hoạt động hè huyện Khoái Châu tổ chức giải bơi thanh thiếu niên năm 2019, chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện, mùng 1 tháng 9 năm 1999, mùng 1 tháng 9 năm 2019. Tham gia giải năm nay có 65 vận động viên đến từ 15 xã thị trấn và các trường học trên địa bàn huyện. Các vận động viên được chia thành 3 nhóm tuổi dành cho cả nam và nữ thi đấu bơi tự do ở cự ly 25 và 50 mét. Với tinh thần nhiệt huyết, cố gắng, thi đấu hết mình của các vận động viên, sự nhiệt tình cổ vũ, động viên của các khán giả, giải bơi đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là dịp để thanh thiếu niên rèn luyện sức khỏe, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị và các vận động viên, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước trong thanh thiếu nhi. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên đạt giải ở các nhóm tuổi. Đơn vị thị trấn Khoái Châu giành giải nhất toàn đoàn. Ngoài ra, ban tổ chức trao giải phụ cho các vận động viên trẻ tuổi nhất. Tiếp theo là tin tiềm ẩn nguy cơ khi cảng sông Hồng trở thành bãi tắm tự phát. Mỗi khi hè về, cảng sông Hồng thuộc phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên lại trở thành bãi tắm tự phát thu hút khá đông người, từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi. Đáng chú ý, chỉ có một vài em nhỏ được bố mẹ trang bị áo phao, trong khi đó nhiều em dù chưa biết bơi nhưng chỉ được trang bị một chiếc can nhựa hay một vài mảnh xốp để tập bơi. Hơn nữa, theo người dân trong khu vực, đoạn sông này khá sâu, dòng chảy phức tạp, đồng thời đây là bến đỗ của khá nhiều thuyền bè nên việc tắm sông cũng tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt với những người không biết bơi. Mới đây, Ủy ban Nhân dân phường Minh Khai đã treo biển cảnh báo khu vực nước sâu hạn chế bơi lội, nhưng số lượng người đến bơi vẫn không giảm. Chiều qua ngày 3 tháng 7, trên sân nhà Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF, câu lạc bộ Phố Hiến có trận đấu với câu lạc bộ Phù Đồng tại vòng 16 giải hạng nhất quốc gia năm 2019. Trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi khi trời mưa, gió to đã ảnh hưởng khá nhiều đến việc triển khai lối chơi của hai đội. Trong suốt hiệp 1, không có nhiều cơ hội ghi bàn. Sang hiệp 2, đội chủ nhà Phố Hiến chơi khởi sắc hơn. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, phút 75, tiền đạo Trịnh Duy Long đánh đầu chính xác mở tỷ số cho đội bóng Hưng Yên. Đến phút 85, Xuân Nam đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 nghiêng về câu lạc bộ Phố Hiến. Đây là bàn thắng thứ 11 của tiền đạo người Hải Dương, anh đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới giải hạng nhất. Chiến thắng này giúp câu lạc bộ Phố Hiến tạm xếp vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 30 điểm. Vào 15 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8, câu lạc bộ Phố Hiến sẽ làm khách trên sân của câu lạc bộ An Giang trong khuôn khổ vòng 17.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.